Xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay 19 tháng 2 Và sau đây là bản tin cập nhật những chuyển động mới nhất về bóng đá Việt Nam Mời các bạn cùng lắng nghe Quý vị và các bạn thân mến Trước thềm trận đấu quan trọng gặp U3 Singapore ở giải U3 Đông Á diễn ra vào 19 giờ ngày hôm nay Đây là trận giao quân của U3 Việt Nam của chúng ta Sáng ngày hôm nay Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã vừa cho biết là tuyển U3 Việt Nam của chúng ta sẽ tập trung từ ngày 14 tháng 3 và sẽ lên đường sang UAE từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 3 để thi đấu giải hữu quốc tế do chủ nhà UAE chuẩn bị cho SIGIS và vòng chung kết U3 châu Á 2022. VFF đã chính thức xác nhận là U3 Việt Nam sẽ tham dự giải quốc tế tại UAE. Quyền Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn cho biết, tranh thủ thời gian FIFA Days và cũng nhằm tạo điều kiện cho các đội U3 chuẩn bị cho vòng chung kết giải U3 châu Á 2022 UAE đã có sáng kiến tổ chức giải đấu khoảng 8 đội quy tụ các đội trẻ tốt nhất trong khu vực như Ả Rập Xê Iraq, Uzbekistan, dự kiến có cả Thái Lan và Trung Quốc. Ngoài ra, lời mời một đội mạnh ở ngoài khu vực là Croatia cùng tham gia. Dĩ nhiên, đây là cơ hội tốt nên khi nhận lời mời đối tác mà VFF đã ký trao đổi hợp tác với họ hồi năm ngoái, chúng tôi nhận thấy đây là dịp rèn luyện rất tốt cho các cầu thủ trẻ của chúng ta nên đã bàn bạc và thống nhất cùng Vang Sơ để cử đội tham gia. Điều này giúp cho các em có thêm cơ hội quan sát quốc tế, vừa tích lũy kinh nghiệm, trận mạc và nâng cao thể lực để chuẩn bị tốt nhất cho Games vào tháng 5 và vòng chung kết U3 Châu Á 2022 vào tháng 6 ở Uzbekistan. Các bạn thân mến, theo kế hoạch thì sau khi vòng 4 Virix khép lại, vào ngày 13 tháng 3 thì đội tuyển U3 Việt Nam sẽ tập trung song song cùng đội tuyển quốc gia từ ngày 14 tháng 3 với dự kiến khoảng 28 đến 32 cầu thủ. Ngoại trừ những cầu thủ được Huê Park Sơ trọng dụng cho đội tuyển đá hai trận vòng loại thứ ba, còn lại World Cup 2022 gặp Oman ngày 24 tháng 3 trên sân Mỹ Đình và gặp Nhật Bản ngày 9 tháng 3. Những cái tên tốt nhất còn lại sẽ hội quân để chuẩn bị cho giải đấu ở UAE. VFF cũng khẳng định là do ông Park bận cầm quân đá vòng loại World Cup nên dẫn dắt đội đi UAE rất có thể sẽ là tân huấn luyện viên đội tuyển U3 Việt Nam là một người đồng hương của thầy Park. Rất có thể là những cái tên từng góp công lớn đưa U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Nếu giữ được phong độ tốt qua giải V-League hạng nhất như Nguyễn Hai Long, Hồ Thanh Minh, Lê Văn Xuân, Lê Văn Đô, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Đức Thắng, Trần Bảo Toàn, Lê Xuân Tú và Lưu Quang Vinh sẽ được triệu tập cùng với những cầu thủ đang ở trên tuyển có thể được thầy Park cho về như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình. Ngoài ra thì những cầu thủ đang chơi tốt ở Campuchia tại giải U23 Đông Á cũng có thể được gọi. Việc đá một giải đấu chất lượng như U23 UAE cũng là bước chạy đà tốt cho các cầu thủ trẻ của chúng ta trước thềm SEA Games trên sân nhà vào tháng 5, xa hơn là giải U23 châu Á vào tháng 6 và ASEAN vào tháng 9. Cũng theo vị lãnh đạo của VFF cho biết thì sau khi đã xong giải ở UAE, đội U23 Việt Nam trở về nước và cũng sẽ tiếp tục tập trung trong tháng 4 trở đi để chuẩn bị cho SEA Games và U23 châu Á. Huấn luyện viên Panzer sẽ cân nhắc chọn 3 cầu thủ trên 23 tuổi bổ sung cho đội để đá ở SEA Games với mục tiêu là cố gắng bảo vệ ngôi vô địch Ngoài các trận đấu tập huấn với các câu lạc bộ trong nước, VFF cũng dự kiến sẽ tìm hai quân xanh quốc tế chất lượng để mời sang Việt Nam thi đấu giao hữu quốc tế vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, trước khi đội U3 Việt Nam bước vào SEA Games 2022, dự kiến sẽ tranh tài từ ngày 8 tháng 5. Ba lý do tin rằng U3 Việt Nam sẽ có kết quả tốt trước U3 Singapore. Các bạn thân mến, U3 Việt Nam được kỳ vọng là sẽ có trận ra quân thuận lợi trước U3 Singapore tại giải U3 Đông Nam Á 2022. Sau khoảng thời gian chuẩn bị, đoàn quân của huấn luyện viên Thế Nam sẽ bước vào chiến dịch U23 Đông Nam Á bằng màn đối đầu với Singapore. Trận đấu được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày hôm nay tại Campuchia. Người hâm mộ đang chờ đợi U23 Việt Nam sẽ thi đấu tốt và mang về chiến thắng đầu tay bởi những lý do sau đây. Thứ nhất, đối thủ có điểm yếu. U23 Singapore đã có màn ra quân thất vọng khi để thua Thái Lan với tỷ số 1-3. Đây là giải đấu mà các chàng trai đến từ đảo quốc sư tử đã bộc lộ không ít điểm yếu. Lối chơi tấn công là khá đơn điệu, thiếu các bài phối hợp sắc nét và chỉ tập trung bóng cho tiền đạo Fandi ở phía trên khiến họ bị bắt nạt. Ở à mặt trận phòng ngự thì đoàn quân của huấn luyện viên Lazinasia đã cho thấy thiếu chắc chắn, cự ly giữ cặp trung vệ và hai hậu vệ cánh là thường xuyên không được đảm bảo, nhất là hành lang trái. Bàn thua ở trận giao quân đều xuất phát từ đợt tấn công bên phía cánh phải của Thái Lan. Ngoài ra thì đội bóng này cũng thiếu đi những nhân tố do ảnh hưởng của Covid-19. Thứ hai, sự chuẩn bị kỹ lưỡng để chuẩn bị cho giải đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã hội quân từ ngày mùng 5 tháng 1 tại Hà Nội. U23 Việt Nam đã có khoảng thời gian cần thiết để xây dựng lối chơi, lắp ghép đội hình và lựa chọn bộ khung. Các trận đấu giao hữu với một số câu lạc bộ trong nước đã rút ra nhiều bài học, đồng thời tạo ra hứng phấn chất định. Theo đánh giá của ban luyện, những chiến binh sao vàng cho thấy sự tiến bộ rõ nét trong thời gian qua. Không chỉ chú trọng về chuyên môn, VFF còn quan tâm đến sự thích nghi với điều kiện thi đấu. Theo đó thì U23 Việt Nam đã di chuyển vào Bình Dương từ ngày mùng 5 tháng 2 để làm quen với khí hậu tương tự như thủ đô Phnom Penh. Sau đó toàn đội sang Campuchia từ rất sớm. Đoàn quân áo đỏ đã có sự chuẩn bị cần thiết và sẵn sàng bước vào trận đấu. Thứ ba, ưu thế về thể lực. U23 Singapore đã có trận giao quân vất vả trước Thái Lan cái đây 3 ngày. Điều này ảnh hưởng phần nào đến thể lực của các cầu thủ đến từ đảo quốc sư tử. Trong khi đó thì cuộc đọ sức tới đây là màn chào sân của thầy trò ông Đinh Thế Nam. Vì thế mà chúng ta nắm trong tay lợi thế nhất định về mặt thể lực. Thế nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia đang diễn biến khá phức tạp, U3 Việt Nam đã ghi nhận 4 ca nhiễm từ các cầu thủ. Đây là tín hiệu không vui, ảnh hưởng đến tâm lý và nhân sự cho đoàn quân áo đỏ trong trận đấu sắp tới. Tuy vậy thì với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người hâm mộ đang kỳ vọng đoàn quân áo đỏ sẽ tận dụng lợi thế vượt qua khó khăn trước mắt và có được lợi thế đầu tiên tại giải U3 Đông Nam Á. Chuyển sang đội U3 Việt Nam của chúng ta hiện đang chinh chiến ở giải U3 Đông Nam Á 2022 ở Campuchia. Một thông tin lạc quan đến với đội như đã chuyển đến các bạn là ngày hôm qua có thông tin là 5 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Đến sáng ngày hôm nay, 19 tháng 2, Ban tổ chức Giải vô địch U3 Đông Á đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho đội và 5 trường hợp trên đã có kết quả là dương tính. Còn lại, tất cả các cầu thủ của chúng ta đều âm tính. Như vậy là Việt Nam còn 23 cầu thủ để đăng ký thi đấu cho trận đấu tối ngày hôm nay gặp Singapore đúng theo quy định của giải. Tiền vệ Phan Bá Quyền chắc chắn không thể ra sân vì chân thương anh gặp vấn đề về cơn kheo và chưa hồi phục. Ngoài ra, một số cầu thủ U23 Việt Nam chưa có thể trạng tốt nhất để thi đấu, gặp vấn đề về tiêu hóa và trở lại tập luyện cùng đội đội. Như vậy là chúng ta có 22 cầu thủ cho trận đấu gặp Singapore. Điều này cũng khả quan hơn so với đối thủ là u 3 Singapore. Như ở trận đấu trước, đội bóng này chỉ có 15 cầu thủ đăng ký. Ở giải vô địch u 3 Đông Nam Á 2022, như đã biết là huấn luyện Thế Nam không có trong tay lực lượng mạnh nhất. Một số câu lạc bộ đã không nhả người ở thời điểm V-League cận kề vì vậy mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF không áp đặt thành tích cho đội. Lãnh đạo VFF coi đây là giải đấu để rèn luyện các cầu thủ trẻ chuẩn bị cho ASEAN 19 và SEA Games 32. Thành phần tham dự của U23 Việt Nam rất non trẻ, số cầu thủ sinh năm 1999 và 2000 lần lượt là 1 và 5. Lực lượng nòng cốt với 13 cầu thủ sinh năm 2001, còn lại U23 Việt Nam có 5 cầu thủ sinh năm 2002 và 3 cầu thủ sinh năm 2003. Trong đó thì rất nhiều cầu thủ chưa được dự giải quốc tế một lần nào một số từng được thi đấu quốc tế có thể kể đến như thủ thành Inie, Trần Quang Thịnh, Võ Minh Trọng, Nguyễn Thanh Khôi, Dụng Quang Nho và Mai Xuân Quyết. Huấn luyện viên Đinh Thiên Nam chia sẻ, việc thiếu kinh nghiệm thi đấu cũng là một vấn đề của U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của họ, các em cần phải cải thiện, thi đấu tự tin hơn nữa mới có thể đạt thành tích tốt. Vì vậy mà trận gặp U23 Singapore được coi là bước chuẩn bị cho lứa cầu thủ này. Họ cần tích lũy thêm kinh nghiệm để tham dự ASEAN 19 diễn ra vào tháng 9, xa hơn lứa cầu thủ này sẽ là lực lượng nòng cốt dự SEA Games 32 vào năm 2023 trên đất Campuchia. Điều quan trọng là chúng ta cần trình diễn một lối chơi thuyết phục, có sự gắn kết và tinh thần tập thể. Từ đó, họ có những bài học để chơi tốt hơn ở những giải đấu quan trọng, khắc nghiệt hơn. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn có thể giành chiến thắng. Các cầu thủ trẻ được gọi đều đã trở ấn tượng ở vòng chung kết U21 quốc gia 2021. Ngay cả những nhân tố sinh năm 2003 như Nguyễn Quốc Việt, Đinh Xuân Tiến, Bên cạnh đó thì kinh nghiệm của những nhân tố như Dụng Quang Nho, Mai Xuân Quyết cũng là một điểm tựa. Cả hai đều đã được trao cơ hội ở V-League, điều hiếm trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại thi đấu ở Campuchia. Họ cũng rất đa năng, sẵn sàng thi đấu với bất cứ vai trò nào mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam yêu cầu. Trong khi Quang Nho có thể đá ở vị trí hậu vệ, tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công thì Xuân Quyết chơi được ở cả hai cánh và tiền đạo cắm. Hiện tại U23 Việt Nam đang có phong độ cao trong đợt tập huấn vừa qua, như đã nhiều lần chuyển đến các bạn là U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Bình Dương và đánh bại câu lạc bộ Long An 4-1. Huấn luyện viên Đinh Thanh Nam đánh giá cao các cầu thủ vì đã chơi an ý và khá hài lòng với khả năng tấn công của đội. Sang Singapore, U23 Việt Nam tiếp tục rèn luyện kỹ chiến thuật. Các cầu thủ được đánh giá là có sự tiến bộ trong khâu dứt điểm. Những pha kết thúc đã quyết đoán hơn và sắc bén hơn. Chia sẻ về đối thủ U23 Singapore của chúng ta, huấn luyện viên Đinh Thanh Nam đánh giá Singapore là đội có thể hình tốt, đặc biệt là ở các vị trí trung phong, trung vệ. Lối chơi của họ là thiên về tốc độ và thường xuyên tung ra những đường chuyền dài về phía sau. U23 Singapore thi đấu khá máu lửa, nhưng có điểm yếu là không pressing tốt khi chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Họ chủ động lùi sâu về phần sân nhà. Thuyền trưởng của U23 Việt Nam nhận xét. Việc chung bảng đấu với U23 Singapore và Thái Lan là thử thách không hề dễ đối với U23 Việt Nam của chúng ta khi thầy trò ông đi Thế Nam hành quân sang Campuchia dự giải U23 Đông Nam Á 2022 với nòng cốt là lữ 21. Song thì về cơ bản U23 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ đôi chút so với U23 Singapore ở cuộc đối đầu vào chiều tối ngày hôm nay 19 tháng 2, đặc biệt là trong bối cảnh mà Singapore cũng gặp bất lợi về thể lực và tâm lý. Ở lượt trận trước thì U23 Singapore đã phơi bày nhiều điểm yếu, đặc biệt là khả năng phòng ngự. Dù dẫn trước Thái Lan, Xong đội bóng này lại mắc không ít sai lầm ở hàng thủ và để cho đối thủ này lộ ngược dòng 31 tương đối dễ dàng. Có một điểm chung đang tồn tại giữa Singapore và Việt Nam, đó là cả hai đều đang chịu tác động khá mạnh bởi Covid-19. Vài ngày trước thì như đã biết là U23 Singapore chỉ có chưa đầy 20 cầu thủ khi đá với Thái Lan. Huấn luyện viên Nasri của U23 Singapore cũng không thể có sự lựa chọn tốt nhất về mặt nhân sự, đó là lý do quan trọng khiến Singapore thất thủ trước Thái Lan. Trong khi đó, Việt Nam là đội tiếp theo bị Covid-19 tác động việc có đến 4 cầu thủ cho kết quả xét nghiệm dương tính. Trước mắt, bài toán nhân sự cũng là khó khăn nhất định với huấn luyện viên Đình thân Nam. Tuy nhiên thì so với U3 Singapore thì U3 Việt Nam vẫn có lợi thế cả về thể lực và tâm lý. Việt Nam có nhiều quỹ thời gian để tập luyện và chuẩn bị về thể lực khi chưa đá trận nào. Ngược lại thì U3 Singapore lại có 2 ngày để hồi phục sức lực sau trận đấu gặp Thái Lan. Không những vậy, trận thua 1-3 trước người Thái cũng phần nào ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các cầu thủ Singapore. Tại giải năm nay, U3 Việt Nam thi đấu bằng đội hình trẻ song vẫn có một số gương mặt đáng chú ý nhận được sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ như Quang Nho, Xuân Quyết hay Quốc Việt. Thông qua giải đấu này, ban huấn luyện có thể sàng lọc và chọn ra những nhân tố tốt nhất để hướng tới mục tiêu xa hơn như ASEAN hay SEA Games. Việc không đặt quá nặng vấn đề thành tích cũng có thể giúp cho các cầu thủ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam chơi bóng với tâm lý thoải mái hơn. Xét về tương quan lực lượng thì tại bảng C giải U23 Đông Á, Việt Nam và Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn so với Singapore. Ở trận ngày hôm nay chỉ cần chơi bằng đúng thực lực của mình, thầy trò ông Đinh Thế Nam hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ này và giành 3 điểm, tạo tâm lý hưng phấn trước khi đối đầu với Thái Lan ngày 22 tháng 2. Trong trường hợp sở hữu 3 điểm trước Singapore thì cửa đi tiếp của chúng ta sẽ rất sáng sủa. Khi đó, khả năng cao trận đấu tiếp theo gặp Thái Lan sẽ có ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì bảng và tiến vào vòng trong. Quý vị các bạn thân mến, trên đây là bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay 19 tháng 2. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.